Trong kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đang đối mặt với một thách thức mới trong loạt trận giao hữu. Lượt trận này, đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là đội tuyển nữ New Zealand, một đội bóng có những tham vọng không hề nhỏ tại giải đấu lớn này. Trước đây, thầy trò ông Mai Đức Trung đã phải đối đầu với đội tuyển nữ Đức, một đối thủ khó nhằn đến từ châu Âu. Tuy nhiên, lần này, một thử thách mới đã xuất hiện trước mắt họ đội tuyển nữ New Zealand. So với vị trí hạng 26 của New Zealand trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng ở vị trí cao hơn. Đây có thể là cơ hội để thầy trò ông Mai Đức Trung kiểm tra sức mạnh và sẵn sàng cho những thách thức đến từ các đối thủ mạnh khác tại World Cup 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ New Zealand đã trải qua một chuỗi 10 trận không thắng, gây ra không ít lo ngại về phong độ của họ. Tuy nhiên, không nên xem nhẹ đội bóng này, vì trong quá khứ, New Zealand từng là đối thủ khá đáng gờm của nhiều đội tuyển khác. Huấn luyện viên Zitka Klimkova, người dẫn dắt đội tuyển nữ New Zealand, đã có những quyết định thông minh trong việc chọn lựa đối thủ giao hữu bằng việc chọn những đội mạnh như mỹ bồ đào nha argentina nigeria và hàn quốc ông muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ của mình thử sức trước những đối thủ đáng gờm trước thềm world cup việc tích lũy kinh nghiệm từ những trận đấu này sẽ giúp đội tuyển nữ new zealand tự tin hơn trong việc đối đầu với các đối thủ mạnh tại giải đấu quan trọng nhất của năm không chỉ là một cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển mà trận giao hữu giữa việt nam và new zealand còn là một cơ hội để thể hiện sức mạnh của bóng đá nữ tại khu vực châu á thái bình dương đây cũng là dịp để các cầu thủ trẻ của cả hai đội tuyển thể hiện tài năng và thi đấu hết mình trên sân cỏ. Trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ New Zealand sẽ không chỉ là một cuộc chạm trán thể thao, mà còn là một cơ hội để cả hai đội tuyển học hỏi và phát triển. Cả hai đội đều đang chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn tham dự World Cup 2023 với quyết tâm và khát vọng chiến thắng.